Sự kiện Hội thảo Văn hóa An toàn 2020 được tổ chức giữa hai lần cả nước phong tỏa để phòng chống dịch. Tại đó, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đặng Ngọc Hòa đã nhấn mạnh an toàn luôn là số một, là giá trị cốt lõi, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh sản xuất của Vietnam Airlines, là tinh thần văn hóa doanh nghiệp. Vietnam Airlines đã ra tuyên bố tầm nhìn văn hóa an toàn năm 2020 đạt mức chủ động 4.0 và quyết tâm tiếp cận và đạt được mức tiên tiến ưu việt vào năm 2025. Rút từ các kinh nghiệm thực tiễn trong những năm trở lại đây, là đơn vị chủ trì chính về văn hóa an toàn của VNA, Ban An toàn chất lượng của Vietnam Airlines đã có nhiều cách tiếp cận hết sức linh hoạt và sáng tạo, phù hợp với xu hướng phát triển của thời cuộc. Lấy chuyển đổi số hay Digital Safety làm định hướng xuyên suốt, chương trình văn hóa an toàn 2021 bao gồm rất nhiều các hoạt động với các nội dung phong phú và bám sát với các hoạt động của từng công ty trong từng giai đoạn. Một là phổ biến kiến thức, đồng thời qua đó đo lường được mức độ nhận thức và sự hiểu biết của tất cả đội ngũ cán bộ công nhân viên về văn hóa an toàn và thực hiện văn hóa an toàn ở VNA qua cuộc thi theo hình thức trò chơi hóa hay Gamified Contest. Hai là chuyển đổi các bộ thông số, chỉ số an toàn được thu thập trên toàn hệ thống thành các biểu mẫu, đồ họa trên website văn hóa an toàn. Là một trong những công cụ tìm kiếm, các thông tin về văn hóa an toàn của VNA rất thiết thực và hữu dụng, cho phép người dùng trong toàn tầm công ty nắm bắt được các thông tin liên quan đến toàn hệ thống quản lý an toàn, cũng như các cách thức vận hành của hệ thống. Ba là các hoạt động về đào tạo với các chủ đề được thiết kế theo tình hình thực tiễn của từng năm. Với chủ đề Change Management hay quản lý sự thay đổi là một chủ đề được các lãnh đạo tổng công ty đề cao, đặc biệt sau cơn đại địa chấn Covid vừa qua và tác động của nó tới toàn cầu, thì việc quản lý sự thay đổi lại càng cấp thiết hơn bao giờ hết. Bốn là phỏng vấn nhóm trọng tâm với các lãnh đạo tổng công ty liên quan đến quản lý rủi ro, nâng lên thành quản lý khủng hoảng. Đây là khái niệm không doanh nghiệp nào mong muốn, tuy nhiên với những ngành nhạy cảm với khủng hoảng và dễ bị tổn thương bởi các yếu tố ngoại sinh như lĩnh vực hàng không, thì tất cả các hãng hàng không trên thế giới cũng như các quốc gia luôn được khuyến cáo nên sớm có sự chuẩn bị cũng như các phương án dự phòng, phải đào sâu tư duy và có sự chuẩn bị. Năm là
đánh giá công tác quản lý an toàn, quản lý rủi ro tại Vaeco. Đây là một trong những hoạt động quan trọng ảnh hưởng tới công tác an toàn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng tàu cho khai thác dịch vụ 4 sao, tiếp tục hướng tới 5 sao của hãng. Do vậy, các nhà bảo hiểm luôn coi trọng khả năng đảm bảo an toàn, chống rủi ro của công ty kỹ thuật máy bay của chúng ta, nhằm giảm thiểu đền bù tổn thất. 6 là tổng hợp các bộ kiến thức về xây dựng văn hóa an toàn thành một cẩm nang theo 6 trụ cột được Ban An toàn Chất lượng soạn thảo và đệ trình lên Ban lãnh đạo tổng công ty. Chúng ta vừa điểm qua các hoạt động xây dựng văn hóa an toàn tại V&A trong năm 2021-2022. Mặc dù nguồn lực có hạn, Ban An toàn Chất lượng đã ý thức được cần phải nỗ lực cùng tổng công ty và các đối tác trong ngành, từ nhà đương cục tới quản lý sân bay, tới quản lý không lưu, tập trung cho phục hồi các đường bay, các hoạt động kinh doanh, kỹ thuật, dịch vụ sau đại dịch, đồng thời sẵn sàng ứng phó với những thách thức mới mang tính toàn cầu, khu vực, địa phương. Rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành tiếp theo của lãnh đạo tổng công ty, các đối tác, đặc biệt là tập thể các cán bộ, nhân viên V&A cùng nhau chia sẻ, nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm xây dựng văn hóa an toàn doanh nghiệp đạt mức tiên tiến, ưu việt vào năm 2025, mức 5.0 như mục tiêu đã đề ra.